Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 105, chương 1041, tọa độ thời không, 4. Diêm Mai chăm chú nhìn khuôn mặt cô bé đang ngủ, không tự chủ nở nụ cười hiền từ, con gái giống mẹ, giống anh Quân cũng không có gì lạ. Chẳng phải vậy sao tôi càng nhìn cô bé này càng thấy thích. Thật sự có cảm giác thân thuộc khó tả, như thể cô bé là người trong gia đình chúng ta vậy. Không thể diễn tả, chỉ là rất thân thiết. Đúng vậy. Triệu Thụy Hải gật đầu, nhẹ thở dài, nếu đây thật sự là con gái của anh Quân, cháu ngoại của chúng ta thì tốt biết bao. Đã lớn như vậy rồi, đỡ phải chăm sóc những năm tháng khó khăn nhất khi còn nhỏ. Nếu có một cháu gái tốt như vậy, tôi chắc chắn sẽ không nghiêm khắc như đã từng với anh Quân. Dù là cháu trai hay cháu gái, chúng muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học, điều kiện nhà mình sao có thể để con cháu đói khổ được. Ngày xưa tôi bận rộn công việc, gửi anh Quân ra nước ngoài học, bỏ lỡ thời gian quý báu ở bên cạnh con. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận, nếu thật sự có một cháu gái, lần này tôi sẽ bù đắp, dành nhiều thời gian bên cạnh. Chà, Diêm Mai trừng mắt nhìn Triệu Thụy Hải, nghĩ hay lắm. Trong đầu ông chỉ toàn là những điều tốt đẹp. Sao lại có thể may mắn như vậy mà nhặt được một cháu ngoại sẵn có chứ? Sao không nhặt luôn một cặp sinh đôi Long Phụng? Đừng mơ giữa ban ngày, cô bé này tỉnh lại, chúng ta phải nhanh chóng đưa cô bé về nhà. Đừng để giống như bọn buôn người. Triệu Thụy Hải xua tay, chắc chắn rồi, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Ánh mắt ông ấy không rời khỏi khuôn mặt cô bé đang ngủ, ánh mắt dịu dàng sâu lắng, trong đầu chỉ hiện lên những kỷ niệm khi dẫn Triệu Anh Quân đi công viên, đi dã ngoại, thả diều mười mấy năm trước. Ông ấy chép miệng, ôi, bao giờ mới có một đứa cháu ngoại đây? Lần này, nhất định phải nuông chiều thật tốt. Đông Hải, khu vực gần cảng, trong nhà kho bỏ hoang. Lâm Huyền nghe giọng nói phấn khích của Lưu Phong qua điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. 0.000042, không ngờ sự thay đổi của con số trên đồng hồ thời không, lại. Hoặc có thể nói, đúng là liên quan đến số 42, cũng là điều dự đoán được, trong lý lẽ. Phải nói rằng, việc nó liên quan chặt chẽ đến số 42 mới hợp lý, hằng số vũ trụ 42. Đã gần 2 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn thấy những số 42 khắp tường trong phòng ngủ của cha Đại Kiểm Miêu. Nhưng sự thật và bí mật về số 42 vẫn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ tiến triển nào. Lần này, cuối cùng cũng có bước đột phá. Lâm Huyền cầm điện thoại, đi xa thêm một chút, nhỏ giọng hỏi, con số 0.000042 này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Độ cong thời không sao? Hay là tọa độ thời không? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Lưu Phong thật thà nói, đồng hồ thời không chỉ mới thay đổi mười mấy phút trước, đột ngột lắm. Con số này nhảy vọt lên 0.000042 không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tôi hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cũng chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ vội gọi điện cho cậu, gọi mãi đến giờ cậu mới nghe máy. Tôi cũng rất thắc mắc, tại sao lại là số 42 này? Không tròn không chẵn, thật là kỳ lạ. Hơn nữa, sự thay đổi độ cong thời không mà đồng hồ thời không phát hiện, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Theo lý thuyết của tôi trước đây, khi độ cong thời không thay đổi, có nghĩa là quỹ đạo phát triển của tương lai đã thay đổi, đường dây thời gian đã lệch hướng, tương lai của thời không này đã đi theo một hướng hoàn toàn mới. Nhưng, bây giờ vấn đề là, chúng ta phải làm sao để xác nhận điều này? Trước đây tôi luôn suy nghĩ về lý thuyết và hiện tượng, hoàn toàn không nghĩ đến việc phải làm sao để xác nhận sự chuyển dịch đường dây thời gian này. Sự thay đổi của tương lai thời không, liệu hiệu ứng cánh bướm của thời không có thực sự xảy ra như dự kiến hay không? Lâm Huyền hiểu ý của Lưu Phong. Chuyện liệu thế giới tương lai có thay đổi hướng đi hay không, hoàn toàn không thể xác minh, đứng từ góc độ của Lưu Phong. Hắn ta không bao giờ có thể quan sát được những tương lai khác, những đường dây thế giới khác. Vì vậy, tự nhiên là không thể phán đoán liệu sự thay đổi độ cong thời không có thực sự tương ứng với sự thay đổi của thời không, hiệu ứng cánh bướm của thời không, sự thay đổi của thế giới tương lai hay không. Đây là một thí nghiệm mà bất kỳ nhà khoa học nào cũng không thể xác minh, cũng không thể bác bỏ. Nhưng, chính mình có thể.
Đây là lợi thế đặc biệt và duy nhất của mình. Thế giới giấc mơ. Thế giới giấc mơ chính là thế giới tương lai thực sự sau 600 năm. Chỉ cần vào giấc mơ để xem liệu giấc mơ thứ tư có xảy ra thay đổi hay không, tự nhiên sẽ hiểu rõ mối quan hệ giữa độ cong thời không, con số 0.0000042. Sự thay đổi của đường dây thế giới và hiệu ứng cánh bướm của thời không. Tôi sẽ tìm cách xác minh. Chương 1042, tọa độ thời không, 5. Lâm Huyền nói với điện thoại, tôi sẽ cho anh câu trả lời vào ngày mai. Đừng đợi đến ngày mai, Lâm Huyền, cậu mau tới phòng thí nghiệm đi. Thời điểm quan trọng như thế này sao cậu có thể ngủ được? Lưu Phong gần như muốn lôi ngay Lâm Huyền đến, tôi có rất nhiều giả thuyết muốn thảo luận với cậu, nếu cậu không bận gì ở Đông Hải thì mau tới đây đi. Hơn nữa, chẳng phải cậu luôn muốn biết tọa độ thời không là gì sao? Đây rõ ràng chính là cách biểu đạt tọa độ thời không mà. Ôi chao, tóm lại nói qua điện thoại, không rõ ràng được, cậu mau tới đi. Tôi đang chờ cậu ở phòng thí nghiệm Liên Hợp Đại học Đông Hải. Lưu Phong nói nhanh như súng liên thanh, rất gấp gáp, nóng lòng muốn gặp Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, đã gần 9 giờ tối rồi. Thực ra, giờ này, cố gắng về nhà ngủ vẫn kịp. Dù sao chỉ là xác nhận xem giấc mơ có thay đổi hay không, không mất nhiều thời gian. Nhưng tính kỹ lại, bên này còn một số việc với Just chưa nói xong rồi rời khỏi đây, e rằng cũng đã 9 rưỡi. Từ đây về nhà còn khá xa, mất khoảng hơn 1 giờ đi xe, về đến nhà cũng đã 11 giờ rồi còn rửa mặt. Thôi, thực sự không còn nhiều thời gian. Dù sao thế giới giấc mơ chắc chắn sẽ thay đổi, chuyện lớn thế này, Just còn mất 2 hạt à không? Ông ta khăng khăng nói là một hạt trạng thái liên kết thời không để phá vỡ vòng lặp lịch sử của Copernicus. Nếu nghĩ đến ông già trong giấc mơ, chính là Copernicus. Vậy thì, dù giấc mơ thứ tư có thực hay không, hoặc là phim trường Copernicus tạo dựng, thì bây giờ cũng đã trở thành dĩ vãng, đột phá mạnh mẽ, tiến vào giấc mơ thứ năm hoàn toàn mới. So với điều đó, Lâm Huyền thực sự muốn biết câu trả lời của tọa độ thời không hơn. Đây là câu hỏi đầu tiên trong 3 câu hỏi cuối cùng để gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Xin hãy nhập bất kỳ tọa độ thời không nào. Hiện nay, gia nhập câu lạc bộ thiên tài là điều quan trọng nhất, ưu tiên cao nhất. Được rồi. Hắn đồng ý với Lưu Phong, anh chờ tôi ở phòng thí nghiệm Đại học Đông Hải đi, tôi còn có vài việc cần xử lý xong sẽ đến. Được rồi, Lâm Huyền, tôi chờ cậu, tôi sẽ suy nghĩ trước. Nói xong, Lưu Phong cúp máy. Lâm Huyền quay lại bên cạnh Just và Angelica. Xin lỗi, vừa nãy tôi nghe điện thoại, chúng ta nói đến đâu rồi? Just chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ trên sàn, nói đến việc tặng anh hạt trạng thái liên kết thời không đã mất năng lượng và hoạt tính này làm kỷ niệm thoát khỏi hiểm nguy. Rồi coi như mọi chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong. Lâm Huyền xua tay, tôi cũng không phải người không biết lý lẽ, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, chuyện cũ không nhắc lại, hiện tại tôi không có ác ý với ông. Nếu không tôi đã không chia sẻ nhiều thông tin với ông như vậy. Chúng ta vừa nói đến việc sau khi hạt trạng thái liên kết thời không này bị phá hủy, liệu thích khách thời không đó có biến mất hay không? Chúng ta đều không có kinh nghiệm trong việc này, cũng không biết kết quả thực tế là gì, nhưng tôi nghĩ vẫn không thể lơ là. Tôi sẽ liên hệ với Cục An ninh Quốc gia, nhờ họ tiếp tục truy tìm dấu vết của thích khách thời không. Tuy nhiên có lý do để tin rằng, khi thích khách thời không nhìn thấy hạt trạng thái liên kết thời không này, cô ta sợ hãi mà bỏ chạy ngay lập tức, điều đó chứng tỏ cô ta vẫn rất e ngại việc chúng ta phá hủy hạt thời không này. Dù cho hạt thời không mất hoạt tính không thể trực tiếp tiêu diệt cô ta, thì cũng chắc chắn có thể làm suy yếu sức mạnh của cô ta rất nhiều. Nếu như vậy, cho dù sau này có gặp lại, chúng ta cũng có thể đánh một trận, ít nhất không phải đối mặt với quái vật có thể lực phi thường như vậy nữa. Just nhún vai, vậy chỉ có thể hy vọng anh cẩn thận. Dù sao thích khách thời không đó đến để bắt anh, mục tiêu luôn rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn thiên về việc với hạt thời không này bị chúng ta phá hủy, thích khách thời không đó nên biến mất mới đúng. Nếu không thì không hợp lý. Từ góc độ vòng lặp lịch sử, hạt trạng thái liên kết thời không này phải bị Copernicus trộm ở tương lai. Sau đó ông ta mới có thể sử dụng máy du hành thời không để đưa thích khách thời không trở về năm 2024 hiện tại. Nhưng bây giờ, tuyến đường này đã bị chặn từ gốc rễ. Hạt trạng thái liên kết thời không này đã bị chúng ta tự tay hủy diệt. Kế hoạch tương lai của Copernicus gần như hoàn toàn thất bại.
sẽ không còn thích khách thời không nào vượt thời gian đến nữa. Có lẽ, cả cái tòa án thời không, cục cảnh sát thời không này cũng không tồn tại nữa. Những thứ kiêu căng và ngạo mạn như vậy, chắc chi có Copernicus mới tạo ra được. Cái gì mà tòa án thời không? Nghe thật lố bịch, ngạo mạn, cứ như muốn nắm quyền cả thế giới, cả thời không, thậm chí cả vũ trụ vào tay mình. Loại người này thật sự không đáng tôn trọng, không lạ gì khi mọi người đánh giá thấp về Copernicus. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1043, tọa độ thời không, 6. Angelica bên cạnh nghe thấy tên Copernicus, tiến lên, nhìn Jask, bây giờ ông nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ. Ông đã nói, chỉ cần tôi đi cùng ông gặp Lâm Huyền, giải thích rõ hiểu lầm giữa các người, ông sẽ nói cho tôi những thông tin đã biết về Copernicus, bây giờ có thể nói rồi chứ. Jask gật đầu. Jask chậm rãi nói, trong số các thành viên hiện có của câu lạc bộ thiên tài, tôi tham gia khá muộn, vì vậy so với các thành viên khác, tôi biết rất ít. Đặc biệt là về Copernicus, tất cả những gì tôi biết đều là nghe người khác kể lại. Vì Copernicus chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp nào của câu lạc bộ thiên tài, tôi chưa bao giờ thực sự tiếp xúc hay gặp mặt ông ta. Mọi người đều khinh thường Copernicus, mặc dù người tôi không thích nhất là Turing. À, chính là Kevin Walker, nhưng Turing ít nhất là người tuân thủ quy tắc, cũng có giới hạn của mình. Nhưng Copernicus thì khác. Mọi người đều nói ông ta tàn nhẫn, không có giới hạn, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng cụ thể Copernicus đã xảy ra chuyện gì với các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài, tôi không rõ. Ngoài ra, tôi còn biết. Copernicus có lẽ là một người già, sức khỏe không tốt, có một số bệnh tật, không biết lúc nào sẽ bắt đầu ngủ đồng. Nếu không, với tình trạng sức khỏe của ông ta, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Ông ta chắc chắn rất quý trọng mạng sống của mình với công nghệ buồng ngủ đông đã gần hoàn thiện như hiện nay. Không ai có thể bình thản chấp nhận cái chết nữa. Mọi người chắc chắn sẽ ngủ đông để đến thế giới tương lai, thử vận may chữa trị. Nghe những gì Jask nói, Lâm Huyền càng ngày càng có thể liên kết Copernicus với ông già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư. Thật không ngờ, kẻ đứng sau tổ chức và sử dụng 7 tội lỗi lại hoạt động âm thầm như vậy. Tôi không quan tâm những chuyện này, Jask. Angelica truy vấn, tôi chỉ muốn biết ai đã giết cha mẹ của Quý Lâm, ông biết chuyện này không? Quý Lâm, thiên tài suy luận, cô nhi được Quý Tâm Thủy nhận nuôi, giống như tôi. Tất nhiên tôi biết, tôi rất thích những tác phẩm của cậu ta. Jask nhìn Lâm Huyền, hơn nữa số tiền Lâm Huyền dùng để mua vé tàu bay đến mặt trăng cho Trịnh Tử Nguyệt, chính là sử dụng tấm séc từ di sản của Quý Lâm, tất nhiên tôi biết nhà văn này. Chỉ là... về việc ai đã giết cha mẹ của cậu ta, tôi thực sự không rõ. Nếu tôi biết, tôi chắc chắn sẽ nói cho cô. Tôi không chắc liệu có phải là Copernicus hay không, nhưng tôi nghĩ, chẳng phải người cô nên nghi ngờ đầu tiên, chính là Copernicus sao? Ông ta đã giết rất nhiều nhà khoa học, có thể bao gồm cả cha mẹ của Quý Lâm. Copernicus nói là ông giết đấy. Angelica hừ nhẹ một tiếng, ông ta nói rõ ràng, kẻ đứng sau chỉ huy sát thủ bắn chết cha mẹ Quý Lâm chính là ông, Jask. Jask không nhịn được cười, đến nước này, cô vẫn tin lời nhảm nhí của Copernicus sao? Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tại sao cuối cùng hạt thời không của tôi lại bị Copernicus lấy mất? Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ cô, Angelica, hạt giống nghi ngờ một khi đã được gieo, chắc chắn sẽ mọc rễ, phát triển ngày càng lớn, và rồi khi cô không còn lối thoát, nó sẽ trở thành cọng rơm duy nhất cô có thể bám vào. Copernicus chơi đùa với lòng người chính là như vậy. Ông ta biết cô sẽ không tin lời ông ta nói, nhưng lại cứ cứng rắn gieo vào lòng cô một hạt giống nghi ngờ. Rơi vào cái bẫy tự chứng minh là điều rất phiền phức, giống như hiểu lầm giữa tôi và Lâm Huyền, thực sự rất khó giải thích rõ ràng. Nhưng tôi cũng đã hoàn thành lời hứa, nói cho cô những gì tôi biết về Copernicus, giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành. Vì vậy, tôi nói trước, Angelica, tôi không muốn thấy cô tìm tôi gây phiền phức vì chuyện báo thù nữa. Mạng của tôi rất quý giá, tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Tôi bây giờ coi cô là bạn và cũng đã hòa giải với Lâm Huyền, nên có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc, không cần sử dụng những phương pháp cực đoan như trước nữa. Dù sao, cô có tin vào sự trong sạch của tôi hay không, tôi cũng không phải là kẻ thù của cô.
Angelica im lặng một lúc, từ túi lấy ra hộp thuốc lá. Phát hiện, bên trong chỉ còn lại điếu cuối cùng. Cô ấy rút điếu thuốc ra, ném hộp thuốc xuống đất, ngậm điếu thuốc vào miệng, bật lửa châm thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra, phù. Một làn khói lớn phả ra, cô ấy quay đầu nhìn Lâm Huyền, có vẻ như, Lâm Huyền, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu. Yên tâm đi. Lâm Huyền gật đầu, tôi đã hứa với cô, nói là làm, chắc chắn sẽ thực hiện. Jack nhìn qua nhìn lại hai người. Xét đến mục tiêu báo thù mạnh mẽ và rõ ràng của Angelica, thật không khó để đoán ra Lâm Huyền đã hứa với cô điều gì. À, có một điều tôi rất tò mò. Jack búng tay, chỉ vào Lâm Huyền, tôi biết cậu muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài, vậy tiến triển đến đâu rồi? Chương 1044, tọa độ thời không, 7. Tọa độ thời không, Lâm Huyền nói thật. Jack tỏ vẻ hiểu ra, vậy tiến độ đã rất nhanh rồi. Vì cậu đã nhận được thư mời, ba câu hỏi sau đó chỉ là hình thức, có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong câu lạc bộ thiên tài. Những lời của Jack khiến Lâm Huyền cảm thấy bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Có vẻ như, quả nhiên đúng như dự đoán của mình. Rất có khả năng tấm thư mời này thực sự không chính đáng, có dấu hiệu gian lận. Dù là Hoàng Tước hay Jack đều đã nói, chỉ cần nhận được thư mời, không ai rớt trong kỳ thi ba câu hỏi. Jack càng tỏ ra thoải mái khi nói thẳng rằng đã có thư mời thì ba câu hỏi sau đó chỉ là hình thức. Nhưng, tại sao mình hoàn toàn không có cảm giác như vậy? Hắn cảm thấy cách mà mình nhận được thư mời tuy có chút đáng sợ, nhưng khó khăn hoàn toàn không lớn, chỉ là soi gương nhiều hơn mà thôi. Quá trình này không hề liên quan đến câu trả lời của ba câu hỏi, cũng không giúp mình hiểu được ý nghĩa của tọa độ thời không. Ít nhất, chưa đến mức độ dễ như vậy chứ. Vì thế, Lâm Huyền càng thêm kiên định với suy đoán của mình, nếu dùng phương pháp thông thường để nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, thì đó phải là một quá trình rất phức tạp, rất khó khăn, rất nan giải, và trong quá trình này đã có thể suy luận ra câu trả lời của ba câu hỏi. Dù sao thư mời đã được gửi đi rồi, không thể thu hồi lại được chứ. Huy hiệu vàng đã được coi như là xác nhận tư cách thành viên, thì ba câu hỏi đó giống như một mã xác thực để xác nhận người đó đang thực hiện. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, không nói ra cách mình nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài với Jack. Cứ để hắn tiếp tục làm người có hiểu biết đi. Câu lạc bộ thiên tài thực sự là gì? Các thành viên bên trong thực sự là ai? Người đứng đầu câu lạc bộ là ai? Nhóm thiên tài này có mục đích gì? Cuối cùng họ muốn làm gì? Lâm Huyền, cuối cùng cũng phải nghe lời Hoàng Tước, tự mình gia nhập vào đó, dùng chính mắt mình để nhìn thấy, để khám phá. Hãy trân trọng khoảng thời gian bình yên này, Lâm Huyền. Jack bất ngờ nói, dung dịch lấp đầy buồng ngủ đông của giáo sư Hứa Vân thật sự đã thay đổi thế giới này, làm xáo trộn toàn bộ dòng chảy lịch sử bên trong lẫn bên ngoài. Cậu có thể không cảm nhận được, nhưng tôi rất rõ ràng, thành quả nghiên cứu của giáo sư Hứa Vân chỉ có thể được đưa ra vào thời điểm hiện tại mới có khả năng phát triển buồng ngủ đông. Nếu dung dịch lấp đầy buồng ngủ đông này được đề xuất muộn hơn 100 năm, 300 năm, thậm chí 500 năm thì chắc chắn sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào trên thế giới. Tại sao? Lâm Huyền tò mò hỏi, tại sao ông lại chắc chắn như vậy? Hắn rất ngạc nhiên khi Jack có thể tiên đoán chính xác tương lai, đúng như ông ta nói. Dung dịch lấp đầy buồng ngủ đông của tiến sĩ Michelson phát minh sau 400 năm không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Dung dịch lấp đầy buồng ngủ đông của viện sĩ Cao Văn phát minh sau 200 năm cũng rất bình thường và không có sự phát triển tiếp theo. Ngược lại, dung dịch lấp đầy buồng ngủ đông của giáo sư Hứa Vân công bố vào năm 2022, chỉ trong chưa đầy 2 năm. Công nghệ đã gần như hoàn thiện, tác dụng phụ có thể chấp nhận được và sắp được sản xuất hàng loạt. Ba thời điểm khác nhau, cùng một sản phẩm công bố, nhưng ảnh hưởng và phát triển hoàn toàn khác nhau. Vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ, theo thời gian phát triển, câu lạc bộ thiên tài sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, càng có khả năng che trời, đủ để thao túng lịch sử, thao túng thế giới, thao túng khoa học kỹ thuật, thao túng sự phát triển, thao túng mọi thứ. Hiện tại Lâm Huyền chỉ có thể nghĩ đến câu trả lời này. Tuy nhiên, Jack chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, lắc đầu, câu trả lời cho vấn đề này, đợi khi cậu thực sự gia nhập câu lạc bộ thiên tài rồi sẽ tự nhiên hiểu. Tôi chỉ có thể nói, hãy trân trọng thời gian này, đây là sự yên bình thực sự trước cơn bão. Khi công nghệ buồng ngủ đông hoàn thiện và được đưa vào sử dụng,
cả thế giới sẽ đối mặt với sự thay đổi không thể cưỡng lại. Hiện nay, Kevin Walker đã chết, sự sống số Turing ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi, nó sẽ đảm bảo sự công bằng và chính trực. Kế hoạch trăm năm của Copernicus cũng đã thất bại hoàn toàn, cơ thể ông ta không chịu nổi việc tiếp tục lăn lộn nữa, tôi đoán ông ta sẽ phải vào buồng ngủ đông, tiến đến tương lai. Thời gian tới, chắc chắn sẽ là yên bình, không có sóng gió, thậm chí không có cơn sóng ngầm nào. Sự yên bình thực sự. Vì vậy đối với cậu, đây cũng là cơ hội phát triển ngàn năm có một. Tôi rất mong đợi. Khoảnh khắc cậu thực sự độc lập, trở thành một thiên tài xuất sắc và xứng đáng. Nói xong, ông ta quay lưng lại với hai người, vẫy tay, đi về phía chiếc xe Tesla, tạm biệt, Lâm Huyền. Tôi sẽ chờ cậu ở câu lạc bộ thiên tài. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1045, giấc mơ thứ 5, 1. Người thế thân của tôi, chiếc xe Tesla do giả sắc điều khiển, chìa khóa ở trên xe, hai người cứ lái chiếc đó đi. Just ngồi lên chiếc Tesla của mình, hạ cửa kính xuống, vẫy tay với Lâm Huyền và Angelica, tạm biệt, hai người, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Lần sau gặp lại, Lâm Huyền, tôi rất mong chờ lần gặp tới. Tôi nên gọi cậu thế nào nhỉ? Ồ. Động cơ điện của chiếc Tesla khởi động êm ái, đưa chiếc xe bị móp đầu tách dần khỏi đuôi xe phía trước. Sau đó lùi xe ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, đổi hướng và đi thẳng. Cậu không sao chứ? Mất liên lạc lâu như vậy. Lâm Huyền quay đầu nhìn Angelica lúc cô đóng giả thư ký đi gặp Just. Rốt cuộc làm sao mà bị lộ? Ừ. Angelica hừ lạnh một tiếng, ném điếu thuốc chưa hút hết xuống đất, dùng gót giày cao gót dẫm mạnh dập tắt, đừng nhắc nữa, nhắc đến là tức. Nhưng Just quả là một chính nhân quân tử, ít nhất là nói được làm được, dám làm dám chịu, điều này khiến tôi không ghét ông ta đến vậy. Hơn nữa, ông ta thực sự như đã nói, đang giúp cậu giải quyết khủng hoảng. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy. Mặc dù ông ta cũng thừa nhận rằng ban đầu chỉ muốn lợi dụng tôi để loại bỏ Kevin Walker, nhưng cũng xem như gián tiếp giúp tôi loại bỏ kẻ thù lớn trong lòng, chuyện này không cần tính toán kỹ càng. Hơn nữa, ông ta còn để lại chiếc tủ lạnh nhỏ này kèm hạt thời không. Lâm Huyền cúi xuống, nhấc chiếc tủ lạnh nhỏ trên mặt đất lên. Cửa tủ lạnh đang đóng, nhưng lúc nãy Just đã cho hắn biết mật mã, có thể mở bất cứ lúc nào. Angelica chớp chớp mắt, nhưng thứ mà các cậu gọi là hạt thời không bên trong chắc là không còn giá trị gì nữa, phải không? Chắc chắn là không còn giá trị sử dụng nữa, ông ta mới để lại cho cậu. Rõ ràng là, mặc dù Just bề ngoài có vẻ thản nhiên, nhưng ông ta thật sự rất tiếc nuối cặp hạt thời không này. Khi ông ta ném đá vào trong, tôi nhìn thấy ánh mắt của ông ta thực sự là vừa tức giận vừa tiếc nuối, nghiến răng ném đá vào trong. Có lẽ Just thực sự quá tức giận, đến mức không muốn nhìn thấy thất bại và sự nhục nhã này nữa, nên mới để lại tủ lạnh nhỏ cho cậu. Chuyện đó không quan trọng, tôi không để ý. Lâm Huyền nhập mật mã mà Just đã cho, cửa tủ lạnh nhỏ kêu phập một tiếng mở ra, hắn và Angelica cùng nhìn vào bên trong. Bên trong vẫn đầy cát và đá vụn, và ở giữa tủ lạnh nhỏ, một hạt thời không mất năng lượng và mất hoạt tính lơ lửng chậm chạp và lười biếng. Thực ra nhìn từ bên ngoài, đã không thể nhận ra đây là một cặp hạt thời không liên kết với nhau. Bởi vì cả hai đều không có năng lượng chuyển động nên đã chồng lên nhau, tạo thành một quả cầu điện màu xanh nhỏ. Khi hạt thời không mất năng lượng, thật sự không còn giá trị sử dụng, nhưng công nghệ của chiếc tủ lạnh nhỏ này trông rất lợi hại, tôi có thể mang về nghiên cứu. Lâm Huyền không khỏi thán phục, Just không hổ là một thiên tài, thật dễ dàng mở nguồn công nghệ của chiếc tủ lạnh nhỏ này cho mình. Mặc dù Lâm Huyền không rõ chiếc tủ lạnh nhỏ này và nồi cơm điện của Lưu Phong cái nào tiên tiến hơn, nhưng học hỏi kỹ thuật của người khác để phát triển bản thân luôn là điều đúng đắn. Dù sao thì lát nữa mình cũng phải đến phòng thí nghiệm liên hợp Đại học Đông Hải gặp Lưu Phong, khi đó để chiếc tủ lạnh nhỏ này cho hắn ta, để hắn ta nghiên cứu và tháo gỡ. Chúng ta cũng rời đi thôi, Angelica. Lâm Huyền đặt chiếc tủ lạnh nhỏ lên ghế sau của chiếc Tesla bị đâm, rồi ra hiệu cho Angelica lên xe. Khoảng thời gian này cũng đã làm cô chịu khổ rồi, xin lỗi vì đã cuốn cô vào chuyện này. Nói gì khách sáo vậy, Lâm Huyền. Angelica hất tóc, mái tóc đen mượt như tảo biển bay ra phía sau, chúng ta vốn là bạn bè, vốn là đồng đội. Đồng đội,
Lâm Huyền mỉm cười không biết tại sao. Đúng vậy, mình thực sự đã trở thành đồng đội với bảy tội lỗi. Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nói thật với cô, mục đích của tôi khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài là để biết tất cả sự thật về những bí ẩn, từ đó cứu lại những người bạn đã mất của tôi. Vì vậy tôi không ngại đối đầu với bất kỳ ai trong câu lạc bộ thiên tài. Tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm ra ai đã giết cha mẹ của Quý Lâm để cô có thể báo thù. Nếu người đó tình cờ cũng là kẻ thù của tôi, chúng ta chắc chắn sẽ cùng đứng chung một chiến tuyến. Angelica nhướng mày, mỉm cười. Quý Lâm thật may mắn khi có được một người bạn như cậu. Tôi rất mừng cho em trai tôi. Khi nào chúng ta cùng nhau báo thù cho cậu ấy? Cậu hãy cùng tôi đến Brooklyn một chuyến, thăm mộ cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ cảm ơn cậu, cũng rất nhớ cậu. Người bạn duy nhất trong đời cậu ấy. Để lúc đó hãy nói. Lâm Huyền ngồi vào ghế lái chính, thắt dây an toàn, khởi động chiếc Tesla. Nếu khi đó có thời gian rảnh, tôi sẽ đi. Chương 1046, giấc mơ thứ 5, 2. Vù, Angelica không định ở lại Long Quốc lâu. Cô ấy đã biến mất một thời gian dài, còn nhiều việc ở Mỹ cần giải quyết. Vì vậy Lâm Huyền chở cô thẳng đến sân bay quốc tế Phổ Đông để cô ấy lên chuyến bay sớm nhất rời đi. Tạm biệt, Lâm Huyền. Trước cửa nhà ga, Angelica đứng trong gió đêm, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đây là một trải nghiệm kích thích và đáng nhớ. Bảo trọng, chúc cậu trên con đường tìm kiếm câu trả lời, thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Angelica rời đi. Lâm Huyền cũng không dừng lại, lái xe hướng về Đại học Đông Hải trong đêm. Đúng như Jess đã nói. Bây giờ, thực sự là khoảng thời gian bình yên hiếm có. Từ ngày 28 tháng 3, Sở An Tình biến thành tinh thể xanh và biến mất. Qua sự kiện đào mộ, đến Copenhagen, trốn chạy ở Mỹ, rồi quay về Đông Hải, kết thúc vào ngày 26 tháng 4 hôm nay. Cuối cùng thì hắn cũng có thể thư giãn một chút. Chưa đầy một tháng qua là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, gập ghềnh nhất, hỗn loạn nhất và cũng là khắc cốt ghi tâm nhất trong đời hắn. Sự ra đi của Sở An Tình đã củng cố quyết tâm tìm ra sự thật và cứu cô ấy trở lại. Sự ra đi của Hoàng Tước đã giúp hắn hiểu ra rất nhiều điều. Quyết định trở thành một người lãnh đạo đáng tin cậy, cuộc đảo lộn về thật giả của Ngu Hề, dù bây giờ nhớ lại, vẫn còn khiến hắn sởn gai ốc, đến nay vẫn còn ám ảnh việc cảnh sát thời không tên là Lâm Ngu Hề đó, cuối cùng đã có kết cục ra sao? Là biến thành tinh thể xanh hoàn toàn biến mất? Hay là vẫn còn ở lại thời không hiện tại ẩn nấp, chờ đợi cơ hội tiếp theo để tấn công hắn? Tất cả những câu trả lời này sẽ được tiết lộ sau khi hắn bước vào giấc mơ ngày mai. Hắn thực sự rất quan tâm Lâm Ngu Hề có mối quan hệ gì với mình, với Hoàng Tước và với Triệu Anh Quân. Vốn dĩ đã định sẽ nói chuyện đàng hoàng. Nhưng Lâm Ngu Hề thực sự hận hắn đến tận xương tủy, hận không thể để tòa án thời không ngay lập tức kết án tử hình cho hắn. Thật sự là một người con hiếu thảo, vì đại nghĩa diệt thân. Dù cái tội phản nhân loại, gây hại cho trái đất, làm rối loạn thời không là thật, thì tội đó cũng là của Lâm Huyền tương lai mà, liên quan gì đến hắn hiện tại. Cái gọi là tòa án thời không và cục cảnh sát thời không này thật sự quá vô lý, trông chẳng giống một tổ chức công bằng chính trực chút nào. Nhớ lại cô gái mặt không cảm xúc, mắt đầy sát khí, sức mạnh phi thường như một kẻ hủy diệt. Lâm Huyền nghĩ nếu cô ta biến mất thì cũng chẳng phải chuyện xấu đối với mình. Dù cô ta thực sự có quan hệ huyết thống với mình, nhưng cuối cùng vẫn không có cảm giác thực sự, không có cảm giác muốn yêu thương con gái như một người cha. Thậm chí, nếu không phải vì Ngu Hề giả bày ra màn kịch này, Lâm Huyền còn có tình cảm với Ngu Hề giả nhiều hơn so với Ngu Hề thật. Thực sự, bây giờ hắn có cái nhìn mới về câu công sinh không bằng công dưỡng. Tình cảm là thứ phải được vun đắp, không thể chỉ dựa vào mối quan hệ mà có thể cảm nhận được. Điều này cũng khiến hắn nhớ đến vấn đề ngủ đông mất trí nhớ. Trí nhớ, liệu có giống như tình cảm, phải tự mình trải qua rồi mới có thể hiểu và chấp nhận. Đến khi vài chục năm, vài trăm năm sau, Trịnh Tưởng Nguyệt tỉnh dậy. Cô ấy có còn nhớ những lời nói ngây thơ bây giờ không? Không lạ gì khi Jess nói, sự xuất hiện của công nghệ ngủ đông đã làm thế giới thay đổi chóng mặt. Quả nhiên, cuộc cách mạng công nghệ này mang lại quá nhiều vấn đề xã hội. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Huyền không định nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài, chỉ thế thôi. Vào lúc rạng sáng, Lâm Huyền cuối cùng cũng đến được Đại học Đông Hải từ sân bay quốc tế Phổ Đông,
mang theo chiếc tủ lạnh nhỏ bẩn thỉu vào phòng thí nghiệm của Lưu Phong. Cậu ôm cái tủ lạnh này đến làm gì? Lưu Phong nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt ngơ ngác và tại sao lại liên tục rơi cát. Bên trong cái tủ lạnh này rốt cuộc chứa gì vậy? Cạch. Lâm Huyền đặt chiếc tủ lạnh nhỏ lên bàn thí nghiệm, bắt đầu nhập mật mã cho anh xem một bảo bối. Nhập xong mật mã, cửa tủ lạnh kêu phập một tiếng mở ra. Lưu Phong ghé sát lại, trời ạ, hạt thời không, cậu lại trộm ở đâu ra một hạt nữa. Hắn ta mở to mắt, ngay lập tức hiểu ra, chiếc tủ lạnh nhỏ trong tâm thường này giống hệt như chiếc nồi cơm điện của hắn ta. Đều là máy bắt hạt thời không, thiên tài. Lưu Phong bị sự khéo léo trong việc sử dụng thiết bị gia dụng này thuyết phục, không kìm được đưa ngón cái lên khen ngợi. Không ngờ lại nghĩ ra cách dùng tủ lạnh nhỏ làm máy bắt hạt thời không, thật sự là một thiên tài. Lâm Huyền, rốt cuộc ai là người sáng tạo ra thứ này? Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1047, giấc mơ thứ 5, 3. Lâm Huyền bị phản ứng của Lưu Phong chọc cười, Jacek chính là tỷ phú giàu nhất thế giới Jacek. Nói thật, anh không cần phải ngạc nhiên vậy chứ. Theo tôi, ý tưởng của anh về nồi cơm điện còn thú vị hơn cái tủ lạnh nhỏ này nhiều. Không giống nhau đâu, Lâm Huyền. Lưu Phong xua tay, tiến lại gần hơn, tiếp tục quan sát chiếc tủ lạnh nhỏ. Tủ lạnh nhỏ là mở cửa bên hông, còn nồi cơm điện là mở nắp trên. Lâm Huyền cạn lời trước câu trả lời này, còn có sự khác biệt nào khác không? Về mặt thiết kế ý tưởng ấy, Lưu Phong nghiên cứu kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, lại xem xét kỹ trạng thái của hạt thời không bên trong, cau mày nói, có vẻ. Về cấu trúc và chức năng, nó thực sự tiên tiến hơn nồi cơm điện của tôi. Jas quả thật xứng đáng được gọi là Iron Man của thung lũng Silicon, một nhà khoa học điên rồ. Hiểu biết của ông ta về máy bắt hạt thời không vượt trội hơn tôi. Chiếc tủ lạnh nhỏ này tôi có thể tháo ra xem xét, chắc chắn sẽ cung cấp cho tôi một số ý tưởng mới. Biết đâu tôi có thể tạo ra thế hệ máy bắt hạt thời không tiếp theo, đáng tin cậy hơn. Lâm Huyền gật đầu, thật sự mong chờ sản phẩm gia dụng tiếp theo của anh. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, hạt thời không trong tay Jask vốn là hai hạt thời không trạng thái liên kết, chứa đầy năng lượng. Nhưng sau đó chúng ta đã dùng cách tiếp xúc vô cơ để tiêu hao hết năng lượng và phá hủy hạt thời không trạng thái liên kết này. Anh hãy nghiên cứu kỹ một chút, dù hạt thời không hiện tại đã mất năng lượng, nhưng nó vẫn rất quý giá, rất hiếm có. Biết đâu chúng ta có thể khám phá ra thông tin mới. Jas chắc chắn biết tọa độ thời không là gì, vậy ông ta biết được tọa độ bằng cách nào? Không thể nào trùng hợp như vậy, ông ta cũng có đồng hồ thời không chứ? Tôi đoán, những thành quả nghiên cứu của ông ta có lẽ đều xuất phát từ hạt thời không. Đây là lý do Lâm Huyền mang chiếc tủ lạnh nhỏ và tàn dư hạt thời không trạng thái liên kết đến cho Lưu Phong. Jas đã nói rằng, ba câu hỏi trong bài kiểm tra gia nhập câu lạc bộ thiên tài vốn dĩ là những câu hỏi dễ. Vậy rất có thể câu trả lời nằm trong nghiên cứu về hạt thời không. Hiện tại hắn chỉ biết đề bài của câu hỏi đầu tiên, chưa biết hai câu hỏi sau sẽ hỏi gì. Để Lưu Phong nghiên cứu trước, chắc chắn không sai, phòng ngừa trước. Được. Lưu Phong nhanh chóng đồng ý, đóng cửa tủ lạnh lại, đặt ở một góc bàn thí nghiệm. Sau đó quay đầu chạy đến bàn thí nghiệm chính, lấy chiếc đồng hồ thời không hình chữ nhật, giơ lên trước mặt Lâm Huyền, cậu xem, đồng hồ thời không của tôi quả nhiên là chính xác. Nó thực sự có thể giám sát sự thay đổi của độ cong thời không. Lâm Huyền nhìn vào vật giống đồng hồ trong tay Lưu Phong. Quả thật, lần trước hắn đến phòng thí nghiệm xem bao nhiêu lần, màn hình LCD đều hiển thị 0.000000, giờ đây cuối cùng cũng hiển thị con số 0.000042. Mặc dù đã biết kết quả này từ cuộc điện thoại, nhưng khi con số 42 xuất hiện rõ ràng trước mắt, Lâm Huyền không thể không cảm thấy rùng mình. Thực sự là con số không thể tránh né, cũng không thể trốn thoát. Nó luôn xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Con số 0.000042 này chính là độ cong thời không mà anh nói sao? Lâm Huyền hỏi, vậy cách biểu thị độ cong thời không này cuối cùng có phải chuyển đổi thành dạng phần trăm để mô tả không? Hay cứ để dạng thập phân như thế này? Điều này vẫn chưa thể xác định. Lưu Phong cẩn thận nói, bởi vì đây là lần đầu tiên đồng hồ thời không thay đổi số liệu với một sự thay đổi đơn lẻ, rất khó để tìm ra quy luật. Nhưng, một khi có sự thay đổi lần thứ hai,
chúng ta sẽ cơ bản xác định được quy luật của sự thay đổi độ cong thời không. Hiện tại, dù cậu hiểu con số 42 này là dạng thập phân hay dạng phần trăm, thì ý nghĩa của nó vẫn giống nhau, nó đại diện cho. Quỹ đạo tương lai của thời không hiện tại đã có sự thay đổi đáng kể, thế giới tương lai chắc chắn sẽ hoàn toàn mới, nhảy sang một quỹ đạo đường dây thế giới mới. Và mức độ thay đổi này cũng gọi là độ cong đường dây thế giới hoặc độ cong thời không với giá trị cụ thể là 0.000042. Lâm Huyền nhớ lại thời điểm Lưu Phong gọi điện cho mình, không khó để suy ra. Thời điểm thay đổi số liệu đồng hồ thời không cũng có thể gọi là điểm neo thay đổi thời không, chính là lúc hạt thời không trạng thái liên kết của Just bị phá hủy. Từ khoảnh khắc đó, một điểm neo không thể quay lại đã hình thành. Do đó, hiệu ứng cánh bướm của thời không đã tạo ra những cơn lốc mạnh, đẩy thế giới tương lai ra khỏi quỹ đạo ban đầu, đi theo một con đường tương lai hoàn toàn mới. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật thời không mà mình đã hiểu. Đồng hồ thời không của Lưu Phong chẳng qua là cố gắng biến hiệu ứng cánh bướm của thời không thành những con số, dữ liệu trực quan hơn. Nhưng, tại sao lại là dương 42, chương 1048, giấc mơ thứ 5, 4? Lâm Huyền nhíu mày, điều này có chút trùng hợp, thậm chí có phần quá mức trùng hợp. Con số 0.000042 này rốt cuộc đại diện cho điều gì, chúng ta vẫn còn mơ hồ, tôi thậm chí đã nghĩ. Nếu số liệu đồng hồ thời không thay đổi lần tới, nó sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 0.0004242 hay 0.0000420 hoặc 0.0000084 hoặc có thể lần này con số đơn giản chỉ là sự trùng hợp, tình cơ nằm ở 42, vậy lần tới có thể là 0.0000043.0000040. Lưu Phong gật đầu mạnh, những tình huống mà cậu nói đều có thể xảy ra, nhưng kết quả cụ thể là gì, chúng ta chỉ có thể chờ lần kiểm chứng tiếp theo. Nhưng sự thay đổi số liệu lần này đã có thể chứng minh nhiều điều. Trước hết, nó chứng minh rằng độ cong thời không thực sự tồn tại, tương lai của thời không chúng ta thực sự đang không ngừng thay đổi. Nói đơn giản, đó là việc do con người làm, mưu sự tại nhân, thành sự cũng tại nhân, chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng nỗ lực của chính mình. Thứ hai, trước tối nay, thế giới của chúng ta luôn ở trên đường dây thế giới 0.000000000. Và tương lai cũng luôn phát triển theo hướng của đường dây thế giới này, nhưng vào lúc 8 giờ 30 phút tối, thế giới của chúng ta đột nhiên nhảy sang đường dây thế giới 0.0000042. Tương lai bắt đầu phát triển theo hướng của đường dây thế giới 0.0000042. Lưu Phong càng nói càng phấn khích, giọng nói cũng lớn dần, cậu còn nhớ những gì cậu đã nói với tôi không, Lâm Huyền? Cậu nói nghiên cứu hằng số vũ trụ chỉ cần đúng một lần, có thể cứu cả thế giới. Tôi ngày càng tin tưởng vào câu nói này. Nếu nói rằng, trên bảng đen của thời không, tồn tại vô số đường dây thế giới, chúng giống như những nhánh cây phân tán, không ngừng phân tán, tạo thành vô số khả năng tương lai. Trong những khả năng tương lai này, chắc chắn có cái tốt, cái xấu, cái thành công, cái thất bại. Nếu chúng ta muốn có một tương lai tươi đẹp, chỉ cần neo vào đường dây thế giới đó, không ngừng tiến về phía nó, điều chỉnh độ cong thời không là được. Tôi giải thích như vậy cậu có hiểu không, Lâm Huyền? Đường dây thế giới giống như một bản đồ phẳng hình nhánh cây không ngừng phân tán, thế giới của chúng ta nhất định phải tiến theo một nhánh cây nào đó, cuối cùng đến một ngọn cây nào đó. Độ cong thời không có nghĩa là chúng ta chọn một ngọn cây khác, và độ cong càng lớn, khoảng cách với ngọn cây ban đầu càng xa, sự thay đổi của thế giới tương lai càng lớn. Lâm Huyền gật đầu, điều này tôi có thể hiểu. Theo quy luật thời không mà hắn hiểu, điều này vẫn thuộc về sự nhiễu loạn lịch sử và sửa đổi lịch sử. Giả sử, xác định đường dây thế giới 0.0000042 là đường dây thế giới chính xác, vậy việc làm tăng hoặc giảm độ cong thời không đều được gọi là nhiễu loạn lịch sử, điều này sẽ làm quỹ đạo phát triển của tương lai lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ví dụ, bằng cách nào đó, làm cho độ cong thời không trở thành 0.0000092. Điều này được gọi là lệch đường dây thế giới, lịch sử chật bánh. Vậy trên cơ sở này, nếu có thể tìm cách giảm độ cong thời không trở lại 0.0000042, thì quỹ đạo phát triển của tương lai thời không sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Hành động này được gọi là sửa đổi lịch sử. Lý thuyết vẫn là lý thuyết. Chỉ là sự tồn tại của đồng hồ thời không thực sự làm cho hiệu ứng cánh bướm của thời không trở nên có thể đo lường được.
Mặc dù hiệu ứng cánh bướm của thời không vẫn hỗn loạn, không thể kiểm soát, nhưng ít nhất có thể quan sát được sự thay đổi kết quả. Nghĩ như vậy, tác dụng và ý nghĩa của đồng hồ thời không vẫn rất lớn. Vậy, Lưu Phong. Lâm Huyền đặt đồng hồ thời không trở lại bàn, nhìn Lưu Phong. Vậy anh nghĩ có thể coi 0.000042 là một tọa độ thời không không? Có thể nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ có thể. Lưu Phong nhìn hắn kiên định, vì chúng ta thực sự đã nhảy từ đường dây thế giới 0.000000 sang đường dây thế giới 0.000042. Tọa độ là gì? Tôi đã giải thích với cậu rồi, cách biểu đạt chính xác, duy nhất, không có tranh cãi để xác định vị trí của thời không, chính là tọa độ. Giống như kinh độ và vĩ độ trên trái đất, một cặp số kinh vĩ độ tương ứng với một điểm vị trí duy nhất. Tọa độ thời không cũng giống vậy, các con số khác nhau, giống như số căn cước, tương ứng với các thời không khác nhau. Lâm Huyền kéo ghế ngồi xuống, rút từ ống đựng bút ra một cây bút máy, kẹp vào giữa các ngón tay và xoay tròn. Hắn suy nghĩ về những lời của Lưu Phong, thực sự có lý. Chỉ là, câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài chỉ cho hắn một cơ hội trả lời. Nếu câu trả lời đúng, hắn có thể tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo. Nếu câu trả lời sai, sẽ không có cơ hội thi lại, mà bị loại ngay lập tức. Tôi dè nghị chờ thêm một lần quan sát sự thay đổi của đồng hồ thời không rồi mới đưa ra kết luận. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1049, giấc mơ thứ 5. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, giống như anh nói, quan sát thêm một lần nữa, có thể sẽ tổng kết ra được quy luật. Chỉ cần biết được quy luật, có thể xác minh được câu trả lời đúng hay sai. Đúng vậy, như vậy sẽ cẩn thận hơn. Lưu Phong cũng kéo ghế ngồi đối diện với Lâm Huyền, nhìn cây bút máy xoay tròn trong ngón tay của hắn, suy nghĩ kỹ. Thật sự đáng kinh ngạc, chúng ta thông qua việc hiệu chỉnh vật tham chiếu ngoài thời không của mình, có thể trực tiếp đứng trong rừng để ngắm rừng, đứng trong thời không của mình mà quan sát được sự thay đổi của đường dây thế giới. Đây thực sự là một phát hiện đáng kinh ngạc. Chúng ta sẽ chờ thêm một lần nữa. Chỉ cần có thêm một lần thay đổi, chúng ta chắc chắn sẽ có thể nắm bắt được giá trị cụ thể và quy luật của tọa độ thời không. Chỉ là vấn đề duy nhất hiện tại là chúng ta thiếu phương tiện quan sát tương lai, không xác định được tương lai thực sự có thay đổi hay không, hoặc thay đổi lớn đến mức nào mới được coi là 0.000042. Không sao, để tôi lo. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tôi sẽ tìm cách xác minh. Trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải, Lâm Huyền cùng Lưu Phong trò chuyện thêm một số vấn đề, dặn dò hắn ta tiếp tục nghiên cứu sâu về hằng số vũ trụ và quan sát sự thay đổi của số liệu đồng hồ thời không. Còn trong lòng Lâm Huyền, cũng đã có kế hoạch chi tiết để xác minh trong giấc mơ. Hắn nhìn đồng hồ. Bây giờ đã quá muộn, ngày đã chuyển sang 27 tháng 4, thời gian đã qua 1 giờ sáng. Thời điểm này đã không thể vào giấc mơ, nhưng không sao. Trưa mai lúc 12 giờ 42 phút, hắn có thể vào giấc mơ sớm nhất, đủ để khám phá 12 giờ trong giấc mơ. Hắn sẽ tận dụng tốt 12 giờ này để khám phá giấc mơ mới, hy vọng sẽ không gặp lại Copernicus và đám người cục cảnh sát thời không. Nhưng Jas đã phá hủy hạt thời không, khả năng cao là Copernicus và cục cảnh sát thời không đã biến mất. Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị về nhà ngủ một giấc để làm rõ sự thay đổi trong giấc mơ. Bỗng nhiên, Lưu Phong như chợt nhận ra điều gì, thò đầu ra cửa nhìn. Đừng có nhìn lung tung, tôi đến đây một mình. Lâm Huyền thật sự không biết nói gì với vị cố vấn tình cảm mê toán học này, vẫn đang loay hoay với dãy số cấp số cộng của cậu à. Ừ, Lưu Phong chống cằm suy nghĩ, theo như suy đoán của tôi. Anh đừng có suy đoán lung tung nữa, Lâm Huyền ngắt lời hắn ta. Không không không, toán học là đẹp dè, dãy số cấp số cộng là đẹp đẽ, nó có quy luật có thể tuân theo. Lưu Phong tiếp tục lý thuyết tình cảm song hành toán học của mình, xem xét rằng cậu không hứng thú với phụ nữ trên 40 tuổi. Thì người phụ nữ xuất hiện tiếp theo trong dãy số cấp số cộng nên là một cô bé khoảng 14 đến 15 tuổi. Khi cô ấy xuất hiện, dãy số phụ nữ xung quanh cậu sẽ hoàn thiện. Ha ha! Lâm Huyền nghĩ đến Ngu Hề thật và Ngu Hề giả, bật cười, anh đôi khi cũng khá thiên tài, chỉ là không phải trong lĩnh vực toán học. Thôi tôi về nhà ngủ đây. Anh nhớ tiếp tục nghiên cứu hạt thời không và hằng số vũ trụ. Nhân tiện, bức tranh Einstein buồn bã mà tôi để ở đây, anh nói là trên đó có mật mã, đã giải mã được chưa?
Lưu Phong nở nụ cười gượng gạo, giơ tay, cậu đừng làm sếp mà khoán việc như vậy, thói quen xấu đó đừng mang vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học không giống làm kinh doanh, đâu thể ra kết quả nhanh như vậy. Nói thật, cả phòng thí nghiệm này chỉ có mình tôi, nhân lực và dự án nghiên cứu thực sự không tương xứng, cậu không định mở rộng nhân sự chút sao? Nói thật, tôi đã gần đạt đến giới hạn cá nhân rồi, nếu cậu có nhân viên nghiên cứu đáng tin cậy, thì hãy cho họ gia nhập phòng thí nghiệm dai, cùng tôi nghiên cứu. Lâm Huyền nhìn cây bút đang xoay tròn, suy nghĩ một vòng. Làm gì có nhiều người đáng tin cậy như vậy? Chưa kể mình vốn không phải người trong giới nghiên cứu khoa học, cũng không quen biết nhiều nhà nghiên cứu. Trong chốc lát, hắn dừng lại việc xoay bút. Bắt đầu nhớ đến một người cũ là Vân Vân. Jas đã từng nói, kẻ du hành thời không được Turing cử đến trong tương lai, ngu hề giả, đã đưa cho ông ta một ổ đĩa USB chứa virus. Chính con virus tương lai trong ổ đĩa đó đã giết chết Vân Vân. Chỉ là bây giờ nếu vòng lặp của Copernicus đã bị phá vỡ, tương lai đã đi theo một quỹ đạo mới, thì con virus ẩn nấp trong Internet đó có biến thành tinh thể xanh và biến mất không? Dù là dòng dữ liệu không biến thành tinh thể xanh, thì do sự tồn tại của nghịch lý thời không, liệu quy luật thời không có thể hóa thân thành phần mềm diệt virus kịp thời, xóa sổ virus tương lai gây rối loạn thời không không? Có thể thử xem. Lâm Huyền nghĩ, trong điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Vân Vân, có thể thử giao tiếp với Vân Vân trong máy tính xách tay, xem liệu có thể cứu sống nó không. Chương 1050, giấc mơ thứ 5, 6. Chỉ cần có siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân này hỗ trợ, nhiều việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Vân Vân chắc chắn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Lưu Phong, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Ừ, cứ quyết định như vậy. Ngày mai trước tiên vào giấc mơ, xem giấc mơ thứ 4 sẽ có những thay đổi gì, khám phá kỹ càng một chút. Sau khi xác định, sẽ tìm cách phục hồi lại Vân Vân. Sau đó, Lâm Huyền lái chiếc xe Tesla bị đâm méo phần đuôi, rời khỏi Đại học Đông Hải, trở về ngôi nhà đã lâu chưa về. Thật sự đã quá lâu không về nhà, một cảm giác như người xa quê muốn trở về nhà. Khi về đến nhà, bật công tắc đèn phòng khách, mọi thứ vẫn như cũ. Lâm Huyền đi vào phòng tắm, vẫy tay trước gương, xoay một vòng, xác định không có sự kiện kỳ quái xảy ra, rồi tắm rửa, thay đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, hắn nhìn lần cuối vào đồng hồ báo thức điện tử trên đầu giường. Thời gian hiển thị, ngày 27 tháng 4 năm 2024, 3 giờ 12 phút. Vào thời điểm này ngủ chắc chắn sẽ không mơ. Nhưng những ngày bôn ba và chiến đấu vừa qua, thực sự quá mệt mỏi, Lâm Huyền tự tin sẽ ngủ một mạch đến 12 giờ 42 phút trưa. Ngủ sớm không sao, khi đến 12 giờ 42 phút trưa, hắn sẽ ngay lập tức vào giấc mơ. Thật sự mong chờ. Với sự háo hức đối với giấc mơ mới, Lâm Huyền nhắm mắt lại. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Vù, cơn gió hè mát nhẹ thổi qua. Cảm giác thoải mái này khiến Lâm Huyền còn chưa mở mắt đã có chút không quen. Khi nào mà gió hè trong mơ cũng trở nên dịu dàng như vậy? Xung quanh, quá yên tĩnh. Không có tiếng ồn của thành phố, không có tiếng xe cộ, không có tiếng người nói chuyện. Chỉ có tiếng chim hót vui tai và tiếng ve râm ran đều đặn. Hương vị của thiên nhiên. Không chỉ là thiên nhiên trong thính giác, mà cả lỗ mũi cũng tràn ngập mùi ẩm ướt của đất, cùng hương thơm độc đáo của hoa lá cỏ cây. Hít một hơi sâu, dường như cả phổi đều được gột rửa, mát lạnh đến tận tâm can. Đã thay đổi, giấc mơ thứ tư thực sự đã biến mất. Chào đón hắn là giấc mơ mới tràn đầy tự do và hương thơm, giấc mơ thứ năm. Vụt, Lâm Huyền mở to mắt, chết tiệt. Hắn ngây người. Đây lại là đâu? Hắn quay người, phía sau cũng như vậy. Nhìn quanh, toàn là thân cây dây leo, rừng cây hoa cỏ, như thể đang ở trong một khu rừng nguyên sinh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân cây trong rừng thẳng tắp và cao vút, che khuất hầu hết ánh nắng, chẳng trách gió ở đây khiến Lâm Huyền cảm thấy ngọt ngào và mát lạnh như vậy. Cành lá rất tươi tốt, chỉ có vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, giống như những lưỡi kiếm sắc bén, dùng hiệu ứng tin đồ cắt qua không khí, chiếu xuống lớp đất mềm mại và dày của lá mục dưới chân. Rừng, lại là khu rừng nguyên sinh rậm rạp thế này. Lâm Huyền nhấc chân phải, đạp đạp, xới xới. Lớp lá rụng, cỏ khô, cành cây và đất tạo thành một tấm thảm mềm mại. Hắn dùng mũi chân hất mạnh vài cái, thậm chí còn hất ra vài con run đất, nhưng vẫn không hất thủng lớp lá mục. Điều này chứng tỏ khu rừng này đã tồn tại một thời gian dài.
Nhưng mỗi lần hắn vào giấc mơ, vị trí đều không thay đổi mà. Lẽ ra phải ở một nơi nào đó trong thành phố Đông Hải chứ. Dù không phải là thành phố trong giấc mơ đầu tiên, ít nhất cũng là Đông Hải cũ kỹ trong giấc mơ thứ hai, hoặc là mảnh đất ô nhiễm trong giấc mơ thứ ba. Cái khu rừng nguyên sinh này là thế nào? Không thể nào, thế giới trong giấc mơ thứ năm đã tệ đến mức con người tuyệt chủng rồi sao? Vậy nên thành phố Đông Hải từng phồn hoa cũng đã trở thành cho bụi, bị chôn vùi trong dòng lịch sử rồi sao? Hãy đi xa hơn nữa xem sao. Lâm Huyền nhanh chân bước đi trong rừng nguyên sinh, cây cối ở đây thực sự phát triển quá tốt, còn có đủ loại côn trùng và chim chóc, khiến Lâm Huyền không khỏi có cảm giác bất an. Đừng như vậy chứ, đừng thật sự là trò sau khi con người biến mất hay người cuối cùng trên trái đất. Nếu loài người thực sự đã tuyệt chủng, thì giấc mơ thứ năm của hắn hoàn toàn vô dụng. Lâm Huyền chạy không mục đích trong rừng gần một giờ, nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy rừng cây bao quanh, rừng nguyên sinh. Lâm Huyền thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có bị lạc đường không. Rừng này lớn đến mức nào? Sao không thấy dấu vết của thành phố chút nào? Hơn nữa, người đâu? Không phải nói là Đại Kiểm Miêu, A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bản những người này mệnh cứng lắm sao? Họ đều là những người có thể chống lại hiệu ứng cánh bướm thời không, chẳng lẽ lần này cũng bị biến động thời không xóa sổ rồi? Không thể nào. Lâm Huyền lắc đầu. Về mặt mệnh cứng, Lâm Huyền rất tin tưởng vào Đại Kiểm Miêu. Lão đại, anh nhất định phải sống sót đấy. Thực sự rất muốn gặp anh. Lâm Huyền lại tiếp tục chạy loạn thêm nửa giờ. Sức lực cạn kiệt, vẫn không thể ra khỏi khu rừng nguyên sinh này. Phải làm sao bây giờ? Hắn lau mồ hôi trên trán. Các bạn vừa nghe xong tập 105 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.